tươi rồi, sắm mua 5.000 xôi, tới 3.000 trà đài. Anh luôn luôn on pay để biết hết chuyện trên đời, đăng cái tút bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu, ba má anh sáng ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thẫn thờ, đêm lại ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em tất cả, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi, chẳng lê la quán xá. Anh đã khác, không còn như ngày xưa mải mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em á, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, giúp má đi chợ sáng, mua rau thịt về nấu. Anh lên online thuê đăng tốt kiếm tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình nhưng chưa có ai yêu, anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe, hóa ra cũng chỉ nói xạo, chẳng có chi là thật, anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và rồi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi, chẳng giống những lúc xưa, giờ anh đã khác thật nhiều, là do em tất cả chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia, tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi, chẳng lê la quán xá, anh đã khác, không còn như ngày xưa mải mê mộng mơ nữa đâu, vì lo cho ba má, cho em á. Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Là do em tất cả chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia, tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi, chẳng lê la quán xá, anh đã khác.